Xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món chay ngon mỗi tuần của Báo Giác Ngộ. Chương trình được livestream trên fanpage Báo Giác Ngộ và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể theo dõi trên YouTube Giác Ngộ TV. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web giacngộ.vn để chúng ta có thể theo dõi chương trình cũng như xem lại các chương trình của chuyên mục ẩm thực. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng nhau khám phá những món ăn chay ngon tuyệt vời. Món ăn ngày hôm nay được nhắc tới với một loại rong biển rất hấp dẫn mà nhiều người còn xa lạ với cái tên của nó, đó chính là rong nho. Và ngày hôm nay để thực hiện món này thì đầu bếp Phạm Loan sẽ hướng dẫn cho tất cả chúng ta. Xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Bình. Phạm Loan rất vui được gặp quý vị trong chương trình Món chay ngon mỗi tuần của Báo Giác Ngộ. Hôm nay đến với chương trình, Phạm Loan xin chia sẻ với quý vị một món ăn rất là ngon và bổ dưỡng, đó là salad rong nho sốt mè. Về rong nho thì chúng ta đã được nghe tới nhiều rồi. Loan có thể cho mọi người biết cái hiệu quả, cái lợi ích của việc ăn rong nho không? Trong cái rong nho nó được sống ở biển cho nên là cái chất đạm và chất sắt nó rất là nhiều. Khi chúng ta ăn thì nó rất là tốt cho sức khỏe, nó rất là mát. Vậy thì nguyên liệu để làm món salad rong nho này gồm những gì thì xin mời Loan sẽ giới thiệu cùng với mọi người. Để thực hiện cái món này thì chúng ta có những nguyên liệu như sau: rong nho và rau mầm, gừng được cắt sợi và mè đen đã được rang rang sẵn và xay cho nó nhuyễn, sữa tươi, muối, đường, mè trắng rang, dầu mè và giấm. Quý vị thân mến, rong nho thì chúng ta có thể dễ dàng mua ở chợ hoặc là siêu thị. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể mua sẵn một số những hộp rong nho khô đã được chế biến sẵn. Chúng ta để ở nhà và khi nào cần thì chúng ta chỉ việc bỏ vào nước ngâm, nó sẽ nở ra ngay. Rồi bây giờ thì Loan hãy giới thiệu cho mọi người quy trình để chúng ta thực hiện món ăn này nhé. Để thực hiện cái món ăn này nó thật sự rất là đơn giản. Quý vị rất là dễ làm khi chúng ta làm, có thể là làm cho tất cả những cái buổi tiệc hay là những bữa ăn bình thường của chúng ta vẫn được. Rong nho chúng ta sẽ ngâm qua nước đá một chút xíu, khoảng chừng 3 phút để cho rong nó tươi và bớt tanh. Bây giờ chúng ta sẽ cho rong nho vào tô nước đá Loan đã chuẩn bị sẵn. Quý vị nhớ là chúng ta ngâm chừng khoảng 3 phút thôi. Bây giờ chúng ta sẽ pha nước chấm. Tại vì cái rong nho này chúng ta không thể nào cho nước chấm trực tiếp lên đó được, nước sốt lên đó được, tại vì nó sẽ bị xẹp ngay. Cho nên chúng ta sẽ để nước chấm riêng. Và bây giờ Phạm Loan sẽ pha nước chấm. Chúng ta cho một giá giấm vào đây và khoảng nửa giá đường và một chút xíu muối. Và đây là mè đen đã được rang và xay cho thật nhuyễn. Chúng ta cho vào đây luôn. Cho khoảng 2 muỗng và sữa đặc. Bạn cho khoảng 2 muỗng cà phê nhỏ thôi, sữa đặc. Chúng ta khuấy đều lên. Và rong nho bây giờ cũng đã được 3 phút rồi, chúng ta sẽ vớt nó ra. Chúng ta đang pha nước sốt để chuẩn bị trộn với rong nho. Wow, quý vị nhìn đây, rất thuần thục trong việc pha nước sốt. Sau lần này tôi về tôi sẽ mở nhà hàng chay quá. Món nước sốt tôi đã hoàn thành. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái dĩa salad. Trước tiên chúng ta sẽ để rau mầm ở bên dưới. Rau mầm này cũng ăn rất là tốt. Và lý do vì sao tôi sẽ để cái rau mầm này ở dưới để ăn kèm với cái rong nho, tại vì nó có cái vị hơi nồng nồng đắng đắng, sẽ không có, chúng ta sẽ không có cảm nhận được cái rong nho nó bị tanh. Chúng ta sẽ gắp rong nho bày lên phía trên của rau mầm. Rong nho rất là tốt cho người ăn chay. Chúng ta có thể mua sẵn, để sẵn ở nhà khi chúng ta cần dùng đến, hoặc là chúng ta có khách chúng ta làm rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm gừng vào. Và bây giờ chúng ta sẽ cho thêm mè vào đây để cho nó tạo thêm cái hương vị của cái rong nho, chúng ta ăn sẽ dễ hơn. Và một ít dầu mè. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một món rong salad rong nho.
Ủa, thế còn cái nước này là mình dưới lên đúng không? Cái này là sốt mè, chúng ta sẽ để riêng đoạn chấm. À, vì tức là rong chấm nho riêng bên ngoài. Mà chúng ta sốt lên luôn á thì nó sẽ nhanh xẹp. À. Cái rong nho ăn sẽ không còn giòn nữa. Rồi. Wow, bây giờ cái món ăn đã sẵn sàng, bây giờ Cúc Bình phải thử đã. Rồi, chúng ta sẽ ăn kèm rau mầm, gừng và rong nho. Sau đó chúng ta sẽ chấm một chút xíu đúng không? Ngon tuyệt vời. Bởi vì là vị rong nho giòn giòn nổ lép ép ở trong miệng, cộng thêm một chút cay của gừng và nồng nồng của cải mầm. Tuyệt vời lắm quý vị ạ. Quý vị có muốn thử không? Hãy đến với gian bếp của chúng tôi để chúng ta có thể thử được món ngon của mỗi tuần, những món chay tốt cho sức khỏe. Và xin được cảm ơn Phạm Loan ngày hôm nay đã giới thiệu cho chúng tôi một món ăn rất đơn giản, rất dễ thực hiện và rất là ngon. Cảm ơn bạn rất nhiều. Quý vị khán giả thân mến, nếu như chúng ta cần nấu những món chay, hãy cùng đến với món chay ngon mỗi tuần của báo Giác Ngộ để chúng ta có thể học một cách dễ dàng, trở thành những đầu bếp và phục vụ cho gia đình mình, cho bản thân mình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.